Xu ơi, Xu phải gắp đi chị này này, Xu này. Đây đây, đúng rồi, đúng rồi đấy. Đây đây, đúng rồi, đúng rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, được rồi, được rồi. Yeah, yeah. Công nhận, Xu giỏi. Công nhận Xu giỏi luôn đấy. Chị cứ nghĩ là em không thể gắp được một hạt cơ, mà cuối cùng em cũng gắp hết 6 hạt. Ôi, mình có bộ đồ chơi mới mà mãi siêu nhận nóng giang nhỉ. Trời ơi, sushi của tôi đã mất rồi. Đây là những hạt đỗ đây, mình sẽ có một trò chơi rất là thú vị. Sao sao? À, trời ơi. Trời. Ôi, cho hạt đỗ rồi. Chơi trò này đi, chơi trò này hay lắm. Chị mới mua đấy. Có cái gì em mà gọi ầm ĩ. Trò chơi gắp hạt đỗ. Đây nhá, em ngồi quay quay nuôi đây. Ngồi nuôi. Rồi, em có nhìn thấy đây là đĩa gì không? Đúng biết hạt gì đâu. Đúng rồi, bây giờ hai chị em mình sẽ chơi gắp. Ai gắp được hết chỗ đỗ của mình, người là người chiến thắng. Màu nào? Vàng, em thích màu vàng. Vậy thì em phải gấp hạt màu vàng, còn chị gấp hạt màu xanh. Trời ơi. Nào, khoan, người thắng cuộc phải được gì chứ? Thắng cuộc sẽ được một cái hồn. Trời ơi, chị được cái hồn. Thôi cũng được, nào, chị gấp hạt xanh nha. Hí hí hí. Gấp hơi bị khó đấy. Em đâu biết gấp đâu. Ừ, chị mua chuẩn này, chị không nghĩ rằng là Su gấp đũa chưa giỏi nhỉ. Kệ biết đâu được, em cứ gấp đi. Cố đi, cố đi. Yeah, chị đã được hạt đỗ đầu tiên nè, Su ơi. Em mới được một hạt. Ừ, nào gấp tiếp. Em mới được một hạt. Gấp hạt tròn này này, hạt tròn này là khó gấp này. Hạt dài gấp dễ, hạt tròn gấp khó. Chị cũng không được cái này, rơi rồi. À, hạt nữa. Đấy, đúng rồi, cố lên Su, cố lên. Trò chơi này cũng hay mà giúp cho em sẽ biết cầm đũa tốt hơn ấy, để ăn cơm ấy. Đúng không? Ừ, cố lên, cố lên, cố lên. Sắp được rồi. Này Su ơi, cầm như thế em khó gấp, cầm như chị này. Đúng rồi, bạn Su chưa bé quá, chưa biết cầm đũa, chị quên mất. Đây, cầm dài ra. Em phải cầm dài ra như này. Đấy, xong em gấp đi. Em đặt vào hạt đỗ. Đấy, đúng rồi. Xong em bóp chặt vào. Đây đây, gấp đi. Ở ngoài anh được. Gấp đi. Yeah! Thấy chưa? Thôi trò này hay không? Vừa chơi được vào bữa. Vừa học cách mình đã biết cầm đũa để ăn cơm, đúng không? Đấy. Đưa vào giữa hạt đỗ. Đúng rồi. Giơ lên. Đúng rồi, cố lên. Được rồi, không sao đâu. Cố lên. Đúng rồi. Đấy, bạn Su, chúng ta đã. Thôi được rồi, hạt này được tính, bởi vì em gắp được rồi. Em còn bé. Rồi, bây giờ gắp tiếp đi. Chị gắp tiếp nha. Thôi được rồi, bỏ ra đi. Cái đũa này khó lắm. À, đây, chị gắp hạt sạch. Chị lớn lên thì chị gắp dễ hơn này. Một hạt. Chị đội. À, đấy, em gắp đi xem nào. Cầm dài ra như chị vừa dậy ấy. Nữa đi, cầm dài nữa. Đấy, thế. Xong em đưa vào giữa hạt đó. Đúng rồi. Thấy chưa, thế này à, tối nay về Su ăn cơm bằng đũa luôn. Đúng không? Đấy, đúng rồi. Đấy, thấy chưa? Trò này rất là hữu ích, đúng không? Đấy, ông chơi chị phải gắp thôi. Ông chị thua em á. Khó gắp lắm nha. Cái hạt này khó. Hạt này nó có 5 tu. À, được rồi. Thôi đây, cầm dài nữa ra. Đấy, đúng rồi. Đấy, thế là Su bây giờ biết cầm đũa rồi. Biết chưa? Em là bình thường. Đấy, này, với chị gặp như thế. Quá đơn giản. Rồi, để chị lấy. Cố lên, Su mà gặp được hạt này tối nay về từ giày ăn cơm bằng đũa được rồi. Chị đã gặp sao. Nhưng mà Su gặp đi, cố lên, đúng rồi, được rồi đấy. Rồi, đấy, đúng rồi, kẹp vào. Được rồi. Đừng, cứ cầm dài đũa ra vẫn được. Em mà càng cầm ngắn nó càng trượt. Cầm dài nữa ra. Thế, đúng rồi. Cảm thấy khó đó nha. Hạt tròn mà Su gấp được là siêu. Hạt tròn Su gấp được là siêu. Đó đấy. Wow, quá siêu luôn. Ôi, chị không ngờ Su lần đầu tiên gấp đũa mà gấp siêu thế đấy. Mà cái hạt đỗ này rất là tròn nhá. Ôi, tròn lắm luôn đấy các em ạ. Tròn cục luôn. Chị gấp còn khó. Mà chị là người lớn như thế này. Cố lên. Hạt này còn khó hơn bởi vì hạt này nó hình tam giác. Cố lên, bạn Su mà gắp được hạt này là bạn Su đủ trình độ ăn đũa, ăn cơm rồi. Cố lên. Trời ơi. Để chị giữ. Rồi, được rồi. Em quả này, nghiêng hạt đi, đúng rồi. Cố lên. Trò này hay, tập luyện cho chúng ta biết. Đây, chị cho một hạt này vào đây. Đấy, để cho dễ. Trơn á, hạt này cũng nhận trơn thật đấy. Bởi vì cái hạt này á, các em nhìn này, cái hạt này nó không phải là hạt tròn, cũng không phải là hạt dài, mà nó hạt như kiểu hình tam giác ấy, nên nó hơi khó gấp. Nhưng mà chị vẫn gấp được, bởi vì chị biết cách, chị là người lớn. Su ơi, Su phải gấp như chị này này, Su này. Đây đây, đúng rồi đấy. Đây đây, đúng rồi. Cố lên, được rồi. Yeah!
Chị cứ nghĩ là em không thể gấp được một hạt cơ mà cuối cùng em cũng gấp hết 6 hạt. Chị phải công nhận hôm nay em là người chiến thắng. Thế là từ giờ em có thể ăn cơm bằng đũa rồi, đúng không? Em thấy chơi trò này có hay không? Khó. Ừ thì chính vì khó nên nó mới hay. Khó thì em sẽ luyện được cho em cách cầm đũa, đúng không? Ban đầu em không cầm được đũa, đúng không? Thế sao em gấp dần, gấp được hết, đúng không? Ừ, em chị giỏi lắm. Thôi đi chơi đi. Thôi hôm nay chị thưởng em. Giỏi như thế à? Dù em chị thắng trước nhưng mà chị cũng không bằng em. Dẫn đi, chị cho đi ăn kem đi. Để nha. Tối. Đúng không ạ? Thế hay là mình đi mua nước ngọt uống nhé. Uống sữa cho nó tăng chiều cao. Cái này á, tối chị cho em mang về nhà tập vài hôm nữa nè. Em có thể ăn cơm một bữa thoải mái luôn. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.